quý vị và các bạn thân mến, Vua Quang Trung ra đời tại làng Tây Sơn thuộc tỉnh Bình Định năm 1752 và mất năm 1792, 5 năm sau khi lên ngôi hoàng đế tại thành Phú Xuân để giành chính ngôn thuận mang quân ra Bắc đối diện với đoàn quân xâm lược của Bắc Triều. Quang Trung, Nguyễn Huệ là một người anh hùng dân tộc, bách chiến, bách thắng. Sự nghiệp quân sự của Quang Trung, Nguyễn Huệ vô cùng trói lọi trong sử sách. Trong suốt 21 năm chinh chiến, vó ngựa của ông rong ruổi khắp Bắc Nam không biết mệt mỏi. Lịch sử ghi chép đời sống của ông chỉ toàn có trận mạc. Hậu thế có lẽ không khỏi hoài nghi, bên cạnh cuộc đời sông pha trận mạc nơi chốn xa trường, người anh hùng áo vải Quang Trung, Nguyễn Huệ đã có một đời sống tình cảm như thế nào? Liệu có phong lưu, đa tình như hầu hết các bậc quân vương trong lịch sử hay không? Trong video ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về cuộc sống đời thường và về những người phụ nữ đã đi qua cuộc đời của người anh hùng áo vải Quang Trung, Nguyễn Huệ. Chính cung hoàng hậu họ Phạm. Không rõ Nguyễn Huệ lập gia đình từ năm nào, nhưng trong những năm tháng chiến tranh đánh Nam dẹp Bắc, Nguyễn Huệ cũng có một bà vợ họ Phạm quê ở phủ Quy Nhơn, là anh em cùng cha khác mẹ với quan thái sư Bùi Đắc Tuyên và quan hình bộ thượng thư Bùi Văn Nhật sau này. Theo Đại Nam Chính Biên liệt truyện, bà họ Phạm năm 16 tuổi được Nguyễn chọn làm vợ, năm 30 tuổi bà được phong làm hoàng hậu, năm đó là 1789. Vậy chính công hoàng hậu sinh vào khoảng năm 1759, tức kém hơn Nguyễn Huệ chừng 6-7 tuổi. Bà họ Phạm đã có với Nguyễn Huệ 5 con, 3 trai, 2 gái. Ba trai là Quang Toản, Quang Bàn, Quang Thiệu. Một trong hai người con gái lấy Nguyễn Văn Trị, viên phò mã giữ cửa biển Tư Hiền, bị Nguyễn Ánh bắt vào năm 1801. Năm 1791, sau một cơn bạo bệnh, thầy thuốc ở trong và ngoài nước chữa chạy cũng không qua được cơn bệnh hiểm nghèo. Bà đã từ trần vào ngày 29 tháng 3 và chôn vào ngày 25 tháng 6. Mộ chôn dưới chân núi Kim Phụng nằm về phía tây của thành phố Huế. Theo Serac thì dân Bắc Hà được lệnh tiến về kinh Phú Xuân, các thứ vải, sáp, trầm hương, nhựa trám v.v. để chế thành một chất là masticule thật tốt bền để xác ướp được lâu. Do quá thương tiếc bà họ Phạm nên vua Quang Trung nhiều lúc cuồng nộ làm một số giáo sĩ phương Tây có mặt ở Thuận Hóa lúc đó phải khiếp sợ. Trong một lá thư do Serac viết lại tại làng Lữ Đăng thuộc châu Bố Chánh ở Bắc Quảng Bình hiện nay đã diễn tả tâm trạng đau buồn của vua Quang Trung như sau. Chánh hậu của vua mất vào tháng 3 và ông đã khóc một cách sầu thảm. Ông đã cử hành tang lễ vô cùng linh đình, sang trọng cho bà vào cuối tháng 6. Dân trong nước đồn khắp nơi rằng ông đã chết vì quá đau buồn. Anh cả ông tức Thái Đức cũng bị mắc lừa vì tưởng em ông là Quang Trung mất. Ông ấy đã dẫn đầu một đạo quân đến kinh đô Phú Xuân với mục đích chiếm thành phố này. Nhưng khi tới nơi, ông mới biết là mình bị lừa nên lại phải quay về. Sau khi chết, chính cung họ Phạm được suy tôn miếu hiệu là Nhân cung Đoan Tĩnh Trinh Thục Nhu Thuần Vũ Hoàng Chính Hậu, gọi tắt là Vũ Hoàng Chính Hậu. Nguyễn Huệ cưới công chúa Ngọc Hân, lập Bắc Cung Hoàng hậu. Mùa hè năm 1786, sau khi đánh chiếm Phú Xuân, Nguyễn Huệ lại mang quân ra Bắc, lấy danh nghĩa tôn phò nhà Lê để diệt nhà họ Trịnh. Vua Lê Hiển Tông ở ngôi 47 năm nhưng không một chút quyền hành. Giờ được một nền thống nhất do Nguyễn Huệ mang lại, vừa mừng nhưng vừa sợ. Để thăm dò thái độ của Nguyễn Huệ, vua Hiển Tông phong cho Nguyễn Huệ làm nguyên soái phù chính Dực Vũ Uy Quốc Công. Biết Nguyễn Huệ không vừa lòng với cái danh hão ấy nên Nguyễn Hữu Chỉnh đã bịa ra lời lẽ của vua Lê cho là vua Hiển Tông đã tiết lộ với Chỉnh rồi. Chỉnh trình bày với Nguyễn Huệ như sau. Hoàng thượng đã nói riêng với tôi là nhà vua đơn bạc không có vật gì đáng tặng, vẫn biết những cái danh tước nhỏ mọn không đủ làm cho ngài sang thêm. Song vì tục lệ trong nước vốn chuộng lễ nghĩa nên cũng gọi là tỏ chút lòng thành của hoàng thượng, kính ngài mà thôi. Bản ý của hoàng thượng vẫn cho rằng mình đã cao tuổi, sợ sau khi về không thể nương tựa vào ai, nên người muốn nối liền tình thân hai họ để cho hai nước đời đời kết thông ra, giao hảo vội nhau. Nhưng vì chưa hiểu ý người thế nào nên hoàng thượng vẫn còn trù trừ, chưa dám nói rõ. Huệ đáp, xưa nay những kẻ chinh phu xa nhà, tình khuê phòng là rất cần thiết. Hoàng thượng cũng xét đến chỗ ấy kìa. em là vua nước Tây, làm rể hoàng đế nước Nam, môn đăng hộ đối như thế, tưởng cũng không mấy người có được. Mọi người ngồi nghe cùng cười rộ. Nguyễn Huệ nói tiếp: không nói đùa đâu, vì hoàng thượng thấy Huệ là tay mưu lược già dặn, đưa lại yên vui cho hai nước nên mới nghĩ thế thôi. Chỉnh biết Huệ đã vừa lòng, liền vào tâu với hoàng thượng rồi hỏi thăm hoàng thượng có bao nhiêu cô con gái chưa gả chồng. Xem lại vua Hiển Tông có đến 6 nàng công chúa đang tuổi dậy thì, nhưng chỉ có Ngọc Hân là người có sắc đẹp và nết na hơn cả. Hoàng thượng rất yêu quý Ngọc Hân, nhà vua thường nói: con bé sau này nên gả làm vương phi, không nên gả cho hạng phò mã tầm thường. Ngay Chỉnh mở cờ, hoàng thượng thấy mừng thầm liền bảo với Chỉnh: con gái chưa chồng của trẫm còn nhiều, nhưng chỉ có Ngọc Hân là có chút nhan sắc. Tuy vậy, thới thường yêu con vẫn hay thiên lệch. Chưa biết ở mắt người ngoài thì ra sao, ngươi hãy ở đây để trẫm đòi cả ra cho mà coi. Rồi tùy người lựa xem, người nào xứng đáng thì giúp cho thành việc đi. Được lệnh của đức vua, tất cả các cô con gái chưa chồng của hoàng thượng đều ra hầu trước ngự tọa. Chỉnh liếc nhìn một lượt rồi nói: được rồi, mối nhân duyên tốt lành này thần xin làm mối, 10 phần chắc xong cả 10. Chỉnh về bày tỏ với Huệ về mọi sự tình đã diễn ra ở trong cung cấm của nhà vua, và giới thiệu với Huệ hiện hoàng thượng có nàng công chúa thứ 9, tuổi vừa đôi 8, xin cho nương bóng nhà sau hầu hạ khăn lược để cho hai nước thành thông gia, đời đời hòa hiếu với nhau. Nguyễn Huệ nói đùa rằng: vì dẹp loạn mà ra, để rồi lấy vợ mà về, bọn trẻ nó cười cho thì sao. Tuy nhiên, ta chỉ mới quen gái Nam Hà, chưa biết con gái Bắc Hà, nay cũng thử một chuyến xem có tốt không. Những người ngồi bên Huệ đều cười ầm. Huệ chọn ngày mồng 10 tháng 7, sắp sẵn 200 lạng vàng, 2.000 lạng bạc, 20 tấm đoạn màu, bày biện gươm giáo, cờ quạt, rồi sai viên thị lang bộ hình đem các thứ lễ vật đó cùng một tờ tâu vào điện Vạn Thọ. Hoàng thượng cho người ra đón lễ vật, làm lễ cáo ở Thái Miếu, định ngày hôm sau đưa dâu. Các hoàng thân, hoàng phi, công chúa và các quan văn võ, ai nấy đều phải sửa soạn ngựa xe từ sáng sớm, đã có mặt ở cửa điện để đưa Ngọc Hân về phủ của Huệ. Cùng sáng hôm đó, Nguyễn Huệ lại mang một tờ tâu vào chiều xin cho làm lễ nghinh hôn. Những người lính Tây Sơn tể chỉnh sắp thành hai hàng ở hai bên đường, nối dài từ cửa phủ của Nguyễn Huệ ở cung Tây Long đến cửa điện của vua ở trong cung cấm. Trai gái ở Thăng Long nghe tin rủ nhau đi xem đông như ngày hội. Ai cũng cho là việc hiếm có trên đời. Khi xe của công chúa tới phủ, Nguyễn Huệ ngồi kiệu rồng vàng ra đón. Sau khi Ngọc Hân vào cung, Nguyễn Huệ sai đặt tiệc ở bên ngoài để thết các vị hoàng thân, hoàng phi, công chúa và các quan văn võ đi đưa dâu. Tiệc tan, Nguyễn Huệ sắp riêng 200 lạng bạc, ngỏ lời kính tặng các vị nhà gái và tiễn chân ra tận cửa phủ. Các quan ra về, lại họp ở nhà công đường bộ lễ, ai nấy đều khen là vua kén được rể tốt. Sau chuyến ra Thăng Long lần đầu với nhiều kỳ tích, Nguyễn Huệ trở về Phú Xuân cùng một cô công chúa đẹp, trẻ, tài hoa của đất kinh kỳ văn vật. Cuộc đời của Ngọc Hân từ tuổi 16 đã gắn liền với sự nghiệp áo vải cờ đào của Nguyễn Huệ ở Phú Xuân. Sau khi Nguyễn Huệ lên ngôi vua, năm 1789, công chúa Ngọc Hân được phong làm Bắc Cung Hoàng hậu. Lúc chết được tôn miếu hiệu Nhu Ý Trang Thận Trinh Nhất Võ Hoàng hậu, gọi tắt là Võ Hoàng hậu. Ngọc Hân có hai con với vua Quang Trung, một trai và một gái. Ngoài bài Ai Tư Vãn, một áng văn tuyệt tác thời Tây Sơn, và bài Văn Tế Quang Trung, Ngọc Hân có làm bài biểu chúc thọ vua Quang Trung năm 40 tuổi, lúc đình thần tổ chức lễ tứ tuần cho hoàng đế tại Phú Xuân vào năm 1792. Dịch nghĩa như sau: nay gặp khánh tiết mừng tuổi thọ của hoàng đế, khúc nhạc thanh tương ứng luật hợp tiết, cồn hoa đang độ, cây ngọc đưa hương, cây bích đào dâng quả trường sinh, trăng bạc nhà ánh trong hồ băng lại nở hoa buổi sáng, mây mù sắc tía nồng đượm mà khuê phòng hương nức, khí lành sáng tỏ mà áo xiêm thêm sắc, kính cẩn dâng bài biểu chúc mừng. Cúi nghĩ lấy khí lành làm điểm tốt, tưng bừng màu sắc con phụng con lân, đầy khắp thiên hạ về cõi hơ không sao rực trần. Điện quế truyền, hương sân tiêu tràn điều mừng. Ngoài hai bà họ Phạm ở Quy Nhơn và Ngọc Hân ở Thăng Long, được phong làm Chính cung và Bắc cung hoàng hậu được sử sách nhắc đến, còn trên thực tế vua Quang Trung có bao nhiêu bà vợ? Trong những năm qua chúng ta đã phát hiện thêm các bà sau đây. Có một bà là mẹ của Nguyễn Quang Thùy. Quang Thùy là con ai? Đây là trường hợp ngờ vực đã làm nhiều người nhầm tưởng, kể cả vua Càn Long nhà Thanh. Quang Thùy lớn hơn Quang Toản, đã từng có tên trong danh sách sứ bộ Trúc Thọ Bát Tuần vua Thanh năm 1790, khiến Càn Long tưởng con trưởng của Quang Trung nên phong làm thế tử. Sau biết không phải nên lại phong cho Quang Toản. Quang Thùy đã từng làm tiết chế, trấn nhậm cả Bắc Hà, nhưng không phải là con của Phạm Hoàng hậu, cũng không phải là con của Ngọc Hân. Sau ngày vua Quang Trung chết, có một giáo sĩ đã tiết lộ điều đó. Ông để lại hai người con, người được chỉ định nối nghiệp là người đích tử duy nhất, nhưng còn một người khác lớn tuổi hơn đang cai trị xứ Bắc là con của nàng hầu. Vậy ai là mẹ của Nguyễn Quang Thùy? Sao bà này lại không được phong làm hoàng hậu? Có phải bà này đã lâm vào trường hợp như Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện đã ghi? Sau khi ở Thăng Long về, năm 1786, Nhạc ngày càng dâm dật hung bạo, giết Nguyễn Thung, lại loạn dâm với vợ của Nguyễn Huệ. Có lẽ vì bị Nguyễn Nhạc làm nhục khi bà này còn ở lại trên đất của Trung ương Hoàng đế, bởi lẽ đó là bà mẹ của Quang Thùy không được phong làm hoàng hậu, và rất có khả năng đây là bà vợ đầu tiên của Nguyễn Huệ. Tiếp theo là bà Bùi Thị Nhạn. Tài liệu sưu tầm dân gian ở Bình Định cho biết bà Bùi Thị Nhạn là em của Bùi Đắc Tuyên, giỏi võ nghệ, là cô của Bùi Thị Xuân. Sau khi bà vợ đầu của Nguyễn Huệ họ Phạm chết, bà Nhạn được Nguyễn Huệ lấy làm vợ và sau này được phong làm Chính cung hoàng hậu. Không rõ bà Trần Thị Quy được Nguyễn Huệ chọn làm thứ phi năm nào và có con với Nguyễn Huệ không, nhưng đây là trường hợp đầu tiên ở đất Quảng Nam phát hiện được một bà vợ của Quang Trung. Tương truyền, trong những ngày Tây Sơn thất thế, bà Trần Thị Quy bị quân của Nguyễn Ánh bắt được, đưa lên bãi cát Kim Bồng chém đầu rồi thả trôi sông. Thi hài của bà được nhân dân vớt bí mật lên khâm liệm và mai táng cẩn thận ở cánh đồng thuộc xứ Trà Quân, làng Thanh Đông. Khi đến đây để khảo sát thì các bạn sẽ thấy tấm bia có khắc chữ Nam Cố, Đông Châu tiền triều hoàng hậu thứ phi Tự Quy Trần, tổ cô mộ Mậu Tuất Hạ, Nguyệt Nhật Kiết, nghĩa là mộ bà Trần Thị Quy, người làng Đông Châu, là thứ phi hoàng hậu của triều trước. Bia làm vào ngày tháng tốt mùa hạ năm Mậu Tuất do người cháu gọi bằng cô lập nên. Tiếp theo là bà phi họ Lê, người Quảng Ngãi. Khi đến làng Tân Phổ, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, ở đây các bô lão trong dòng họ Nguyễn Đức đọc được các bản gia phả và văn tế của ngài Thỉ Tổ. Bài văn tế được sao lại vào năm 1952, ghi sự nghiệp ngài Thỉ Tổ như sau: Ngài Thỉ Tổ ta, người họ Lê, quán tỉnh Quảng Ngãi, huyện Mộ Đức, tổng Quy Đức, làng Bồ Đề. Ngài là công thần nhà Tây Sơn, chức đô đốc. Ngài có bà chị hay em là vợ của Quang Trung, có một con trai sau khi vua Quang Trung băng rồi. Tự Quân cũng là một vị đại tướng có tiếng lừng lẫy trong thời bấy giờ, nhưng vì vận trời thay đổi nên nhà Tây Sơn phải đổ. Tự Quân và ngài Thỉ Tổ của ta đều phải hy sinh, gặp cảnh tang thương nên các con của ngài đều phải lưu lạc ra tỉnh này để lánh nạn, do đó đã đổi họ Lê ra họ Nguyễn. Bản gia phả có ghi: đời thứ nhất, Tiền Khai Khẩn Thỉ Tổ, khảo húy Sáu Thủy Trung, dũng đệ Tam Lang. Vào năm 1986 ở Quảng Ngãi chỉ xác nhận thêm làng Bồ Đề hiện nay thuộc xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, còn cuộc đời bà phi họ Lê và người con trai của Quang Trung do bà sinh ra thế nào thì chưa có kết quả. Tiếp theo là bà Nguyễn Thị Bích, người Quảng Trị. Năm 1985 ở Đại học Huế, có một người đã đi tìm hiểu lâm sàng một số làng xã ở Quảng Trị và đã tìm thấy một cuốn gia phả của họ Nguyễn ở làng Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng. Nhân vật có tên trong bản gia phả là Nguyễn Thị Bích có liên quan đến đời Tây Sơn được xác minh và xử lý cứ liệu với kết quả như sau. Đúng ra ở nhà cụ Nguyễn Văn Viện có giữ đến hai bản gia phả. Một bản chữ Hán viết vào năm 1926, bảo đại nguyên niên, chép đến đời thứ 14. Bản gia phả này trong tình trạng bảo quản tốt, không có dấu hiệu sửa bỏ của người đời sau. Nhìn chung đây là nguồn sử liệu khá đáng tin cậy, đảm bảo độ tin tưởng của người sử dụng. Bản thứ hai, ngoài bia ghi tôn phổ dòng họ Nguyễn, viết bằng chữ Hán có phiên âm do chữ Quốc ngữ. Bản này soạn vào năm Canh Tý 1960, ghi đến đời thứ 15. Hai bản này có nguồn gốc khác nhau nên không rõ được xuất xứ của mỗi bản. Ở phần nội dung có một số chi tiết không thống nhất với nhau. Bản viết năm 1960 biên chép khoa học hơn, nhưng tài liệu sử dụng thì bản viết năm 1926 phong phú và chính xác hơn. Tờ 1A bản 1926 có ghi: ông Nguyễn Văn Cẩn Chánh, dinh Cai Hợp, diễn phái tử, sinh năm Nhâm Thìn, chết ngày 16 tháng 9 năm Tân Mão, thọ 60 tuổi. Bà là Nguyễn Thị Ai, sinh năm Giáp Ngọ, chết ngày 28 tháng 1 năm Nhâm Thìn, thọ 59 tuổi. Hai ông bà sinh được 16 người con, 7 trai và 9 gái. Có người con gái út tên là Nguyễn Thị Bích gả cho vua Quang Trung, thôn Mỹ Chánh, được xuất đinh, xuất tịch từ đó. Bà chết vào ngày 10 tháng 9, mộ táng tại Gò Thỏ, thôn Vĩnh Ân. Nguyên văn chữ Hán: Nguyễn Thị Bích giá vu Quang Trung hoàng đế, bổn thôn xuất đinh tịch tự thủy thủ, tốt vô cửu, nguyệt sơ thập nhật, mộ tại Vĩnh Ân, thôn Gò Thỏ Sứ. Bản năm 1960 cũng ghi như bản 1926, nhưng không có câu bổn thôn xuất đinh tịch tự thử thủy. Tài liệu sưu tầm được ở địa phương cũng cho biết là vào đầu thế kỷ thứ 8, dân làng An Thơ lên lập nghiệp sinh sống ở Mỹ Chánh. Quá trình tụ cư diễn ra nhanh chóng, nhưng vào thời Tây Sơn, khi làng có người con gái xinh đẹp gả cho vua Quang Trung, từ đó Mỹ Chánh mới được xuất đinh xuất tịch. Thuở đương thời, vua Quang Trung có chiếu thư và sắc phong ban tặng cho làng Mỹ Chánh. Trước đây ở đình làng có khắc hai câu đối thể hiện một niềm tự hào của dân làng. Triều đình Mao Thổ gia phong bản chương cửu hiệp An Thơ xã, thiên tử chiếu thư ban tặng sắc phong Mỹ Chánh thôn. Như vậy mối quan hệ giữa bà Nguyễn Thị Bích của làng Mỹ Chánh với vua Quang Trung đã khá rõ. Sau này chỉ cần xác định mộ táng của bà là ở thôn Vĩnh Ân để khẳng định một nhân vật trong gia đình Tây Sơn. Nhưng khi thăm dò hỏi các cụ già ở thôn Mỹ Chánh về mối quan hệ với thôn Vĩnh Ân thì không ai nhớ. Chỉ nghe truyền rằng xa xưa có người bà con đồng tộc ở Bình Định hàng năm ra thăm viếng, chạp dỗ, nhưng lâu ngày không còn nhớ tên gì, ở đâu, còn ai sống. Cũng cần lưu ý thêm rằng vào đời thứ 11 của dòng họ Nguyễn ở Mỹ Chánh có ghi nhận nhân vật Nguyễn Văn Hiển, tác giả cuốn Đồ Bàn Thành Ký nổi tiếng. Nguyễn Văn Hiển, Đỗ Hoàng Giáp cũng ghi mộ táng ở thôn Vĩnh Ân, tỉnh Bình Định. Như vậy đến đây chúng ta mới chỉ biết mộ bà Nguyễn Thị Bích được chôn ở Gò Thỏ, thôn Vĩnh Ân, tỉnh Bình Định. Thưa quý vị, bên cạnh đời sống tình cảm phong phú của mình, những người con của vua Quang Trung cũng được hậu thế đặc biệt quan tâm. Vua Quang Trung có tất cả là bao nhiêu người con và số phận của những bậc công chúa, những hoàng tử ấy ra sao sau khi vua Quang Trung đột ngột qua đời ở tuổi 39? Để giải đáp những thắc mắc này, mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Về các con của vua Quang Trung, bà Chính Cung hoàng hậu họ Phạm, người Quy Nhơn, có với vua Quang Trung 5 người con, 3 trai 2 gái. Ba trai là Quang Toản được phong thế tử, sau này lên ngôi vua tức Cảnh Thịnh. Quang Thiệu giữ chức Thái Tể, theo Quang Toản ra Bắc sau ngày Phú Xuân thất thủ, và Quang Bàn được Cảnh Thịnh phong làm Tuyên Công, lãnh đốc trấn Thanh Hóa. Bà Bắc Cung hoàng hậu có 2 con là Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Thị Ngọc. Trường hợp khó hiểu là Nguyễn Quang Thùy làm nhiều người ngờ vực và nhầm tưởng. Quang Thùy lớn tuổi hơn Quang Toản, đã từng tham gia hụt trong sứ bộ giả vương Phạm Công Trị đi Trung Quốc năm 1790. Vua Càn Long cũng tưởng là con trưởng Quang Trung nên phong làm thế tử, sau biết bị hố nên phong lại cho Quang Toản. Quang Toản lên ngôi thì phong cho Quang Thùy làm Khang Công, trấn nhậm Bắc Hà. Năm 1801, Phú Xuân thất thủ, ở Thăng Long Quang Thùy chuẩn bị nghênh đón Cảnh Thịnh và triều thần Tây Sơn bại vong và buôn tẩu ra Bắc. Năm 1802, Quang Thùy mở đợt tấn công mạnh mẽ để chiếm lại Phú Xuân. Đội quân do Quang Thùy chỉ huy đã đánh bức được lũy Trấn Ninh, tiến về sông Danh thì bị quân Nguyễn Ánh đánh lùi. Thùy đưa quân ra Nghệ An thì gặp Cảnh Thịnh, lại mở trận quyết chiến cuối cùng để khôi phục lại Phú Xuân nhưng không thành. Quang Toản, Quang Thùy đều chạy ra Bắc nhưng cả hai đều bị bắt. Quang Thùy đã thắt cổ tự tử, tránh cảnh nhục nhã trước những đòn roi hành xác dã man của kẻ thù. Do lớn tuổi có tài năng nhưng không được lên ngôi vì do con dòng chính và dòng thứ, nên sau ngày Quang Trung mất có xảy ra xung đột trong nội chính về việc kế vị của Quang Toản và Quang Thùy. Thế lực Bùi Đắc Tuyên, cậu ruột Quang Toản đã thắng. Quang Thùy được cử ra cai quản miền Bắc với chức tiết chế các doanh thủy bộ kiêm tổng quản binh dân thứ vụ. Giáo sĩ Lang Lois ở Thanh Hóa trong một bức thư đề ngày 5 tháng 2 năm 1793 đã tiết lộ, trong thư viết: các con của ông còn nhỏ, người con lớn nhất cũng mới 14 tuổi, các quan của ông lại đánh lẫn nhau. Đã có nhiều người bị giết trong vụ lộn xộn về vấn đề kế vị. Trong Đại Nam Thực Lục Chính Biên có ghi tên ba người con của Quang Trung bị Gia Long bắt vào năm 1801 là Quang Cương, Quang Tự, Quang Điện. Tất cả đều bị bắt trên đất của Phủ Triệu Phong và Quảng Bình. Sau đó Đặng Trần Thường cũng bắt được người tên là Thất, con của Nguyễn Huệ. Còn trường hợp Thái Tể Quang Duy, Tạ Chí Đại Trường cho là con của bà họ Phạm nhưng không chính xác. Quang Duy bị bắt và bị hành hình tại Phú Xuân vào ngày 12 tháng 12 năm 1802 cùng với Quang Thiệu và Quang Bàn. Vậy Quang Duy là con ai? Trong các cô công chúa, lớn tuổi hơn cả là em kế Quang Toản, con của bà họ Phạm, người được gả cho Nguyễn Văn Trị là tướng chỉ huy 10.000 quân để giữ cửa biển Tư Hiền, Quy Sơn và năm 1801 bị quân Nguyễn Ánh bắt. Cô công chúa lớn đó được Parisi mô tả như sau. Ở một phòng khác, phòng này có giam bà Bùi Thị Xuân, bà vợ tướng Võ Văn Dũng, vợ Tư Không Định. Có vợ viên tướng Phao Ma, tức Phò Mã Trị, em gái nhà vua còn trẻ, bà này có thể là một chiến sĩ giỏi. Như vậy qua các tài liệu ghi chép giải rác đã cho chúng ta biết vua Quang Trung có ít nhất là 17 người con, 11 trai, 5 người lớn tuổi giữ các chức vụ quan trọng trong triều đình Tây Sơn là vua Cảnh Thịnh, tiết chế Quang Thùy, nguyên súy Quang Thiệu, đốc trấn Quang Bàn, thái tể Quang Duy. 4 người bị phát giác và bị bắt khi chạy trốn là Quang Cương, Quang Tự, Quang Điện và một người tên là Thất. 2 người còn nhỏ bị Nguyễn Ánh quản thúc trong cung cấm vào năm 1801, trong đó có Nguyễn Văn Đức là con của bà Ngọc Hân và một người khác không rõ tên. 6 cô công chúa bị Nguyễn Ánh quản thúc trong cung cấm vào năm 1801, trong đó có 2 cô là con của hoàng hậu họ Phạm. Một cô bé ngoài 10 tuổi là Nguyễn Thị Ngọc, con của bà Ngọc Hân, còn 3 cô khác mà Parisi ước chừng tuổi từ 16 đến 18. Trong đó có một cô 16 tuổi trông rất kiều diễm, thì không rõ là tên gì và mẹ của cô là ai. Được biết đến là một vị hoàng đế dũng mãnh đầy mưu lược, một vị tướng lĩnh quân sự xuất sắc, một nhà cai trị tài ba lỗi lạc và giờ đây trong mắt hậu thế, bậc quân vương ấy còn là một người đàn ông với tình yêu nồng nàn thủy chung. Vua Quang Trung mất đi để lại sự nghiệp dở dang và số phận của những bà vợ, những người con của ông hết sức bi thảm. Họ bị Nguyễn Ánh tận diệt một cách tàn bạo, hòng xóa sạch những gì liên quan tới Quang Trung Nguyễn Huệ. Nhưng cùng với huyền thoại bất diệt về người anh hùng áo vải cờ đào, họ còn sống mãi trong niềm tiếc thương của nhân dân.